giải phẫu ống tủy ở hàm răng sữa. Thì phần thứ nhất tầm vào đó là các cái đặc điểm chung về giải phẫu ống tủy chân răng ở hàm răng sữa. Thì ngay sau khi hoàn thiện chiều dài chân răng, sự lóng đọng gà tiếp theo sẽ xảy ra ở trong ống tủy. Những cái gà bồi đắp này ở trong ống tủy chân răng nó sẽ dẫn đến làm thay đổi về số lượng, kích thước cũng như là hình dạng của các ống tủy chân răng. Thì thông thường thì biến thể ống tủy thì không hiển thị ở trên phim X quang lâm sàng. Đây là bảng về kích thước chiều dài chân răng, thân răng cũng như là chiều dài của toàn bộ răng trung bình của hàm trên. Thứ nhất là ta có cái răng cửa giữa, răng cửa bên, răng nanh, răng cối sữa thứ nhất, răng cối sữa thứ hai. Cối thứ hai ở đây là ta có chiều dài của toàn bộ răng. Ví dụ như là răng cửa giữa là chiều dài toàn bộ là 16 mm. Thứ hai đây là chiều dài của thân răng. Cối thứ tư đó là chiều dài của ống tủy, tức là chiều dài của chân răng, là 10 mm. Bảng thứ hai đó là chiều dài trung bình của toàn bộ thân răng, chiều dài của thân răng và chiều dài của chân răng ở hàm dưới, đối với răng cửa giữa hàm dưới, răng cửa bên hàm dưới, răng nanh hàm dưới, răng cối sữa thứ nhất hàm dưới và răng cối sữa thứ hai hàm dưới. Thì bảng kích thước này sẽ như là một cái gợi ý cho chúng ta trong quá trình điều trị tủy về cái chiều dài của ống tủy. Tuy nhiên thì nó chỉ là một cái gợi ý về chiều dài. Ta cần phải sử dụng các phương pháp mà sử dụng như X quang để xác định chiều dài của ống tủy răng sữa trong quá trình điều trị tủy. Phần tiếp theo ta vào giải phẫu ống tủy chân răng ở răng sữa trước. Thì đặc điểm chung cấu trúc ống tủy ở răng sữa trước thì có hình dạng tương tự như chân răng. Quan sát hình ta sẽ thấy là các mầm răng vĩnh viễn ở các răng sữa trước thì sẽ nằm ở phía chóp cũng như là ở phía lưỡi so với các răng sữa. Vì vậy mà quá trình tiêu chân răng sinh lý ở răng cửa cũng như là răng nanh hàm trên và hàm dưới thì bắt đầu ở phía lưỡi của 1/3 chóp. Do vậy thì khi mà quan sát trên phim X quang, quá trình tiêu chân răng đã xảy ra có thể là được 1/3 hay cho tới 1/2 ở phía chóp răng. Tuy nhiên trên phim X quang ta quan sát thấy là chiều dài chân răng vẫn rất là dài. Nhưng khi quan sát theo chiều gần xa thì ta thấy rằng là cái ống tủy chân răng lúc này nó đã chỉ còn lại 1/2 chiều dài chân răng. Đây có thể là một cái khó khăn cho quá trình điều trị tủy ở các răng phía trước của hàm răng sữa. Như vậy thì để điều trị ở răng sữa thì ta cần phải quan tâm đến cả tuổi của bệnh nhân để biết được đây là giai đoạn mấy của quá trình tiêu chân, hoặc để có thể tính toán được là nó đã tiêu 1/3 hay tiêu 1/2 chóp để tính ra được cái chiều dài chân răng, chiều dài ống tủy thực sự, hoặc là phải sử dụng các cái phim check để xác định được cái mức độ tiêu chân răng. Hay là ta có thể sử dụng cái cảm giác đau của bệnh nhân để xác định được cái chiều dài ống tủy. Nếu chỉ dựa vào một phim X quang hay là phim cận chóp thông thường thì có thể ta sẽ bị nhầm về cái chiều dài thực sự của ống tủy, chắc ngắn hơn so với chiều dài nhìn trên phim X quang do tiêu ở 1/3 chóp ở phía lưỡi. Răng cửa hàm trên thì ống tủy có dạng tròn ở mặt cắt ngang nhưng mà hơi nén theo chiều ngoài trong. Ống tủy thì thường là không chia nhánh, tuy nhiên là sự chia nhỏ ở phía chóp cũng như ống tủy phụ hay ống tủy bên thì cũng có thể xuất hiện. Các răng cửa hàm dưới thì thường có một ống tủy sau đó chia đôi 1/3 chóp theo hướng ngoài trong. Răng trước dưới có hai ống tủy thì hiện diện ở ít hơn 10% trường hợp. Các ống tủy ngang cũng như là phụ thì có thể quan sát thấy. Thứ ba là các răng nanh hàm trên và hàm dưới. Về hình dạng ống tủy tương ứng với hình dạng chân răng bên ngoài, hình tròn, hình tam giác với đáy ở mặt ngoài. Thường thì răng nanh chỉ có một ống tủy, sự chia đôi cũng như là tủy bên, tủy phụ thì ít khi xuất hiện. Phần tiếp theo là ta vào giải phẫu ống tủy các răng hàm sữa. Về đặc điểm chung thì răng hàm sữa có cùng số lượng và vị trí chân răng như răng hàm vĩnh viễn tương ứng. Tức là răng hàm trên thì sẽ có 3 chân, với hai ở mặt ngoài và một vào miệng. Răng hàm sữa hàm dưới thì có hai chân, một chân gần và một chân xa. Đặc điểm thứ hai đó là sau khi mà hoàn thiện chiều dài chân răng ở răng hàm sữa thì chỉ có một
ống tủy hiện diện trong mỗi một chân răng. Việc tiếp tục lắng động của ngà răng và ngà thứ cấp xảy ra trong ống tủy sẽ dẫn đến cái việc là phân chia một ống tủy này thành hai hoặc là nhiều ống tủy nhỏ. Sự lắng động ngà này sẽ bắt đầu vào khoảng thời gian của sự tiêu chân răng bắt đầu. Đặc điểm thứ ba là sự tiêu chân của răng hàm sữa thì thường bắt đầu ở mặt trong của chân răng, nơi mà kề với cái xương vách giữa ngăn giữa các chân răng. Răng hàm sữa thứ nhất hàm trên. Thì về giải phẫu ống tủy của răng hàm sữa thứ nhất hàm trên thì thường có từ 2 cho đến 4 ống tủy tương ứng với hình dạng chân răng bên ngoài. Chân răng vào miệng tròn và dài hơn so với hai chân ngoài. Chân gần ngoài gồm hai ống xảy ra phổ biến ở khoảng 75% trường hợp. Thứ hai là giải phẫu răng hàm sữa thứ hai hàm trên. Thì nó có khoảng từ 2 cho đến 5 ống tủy tương ứng với hình dạng chân răng bên ngoài. Chân gần ngoài thì thường là chẽ đôi hoặc là chứa hai ống tủy riêng biệt, chứa khoảng 85 đến 95% trường hợp. Thứ ba là sự dính chân vào miệng và chân sang ngoài cũng có thể xảy ra. Hai chân này hợp nhất có thể có một ống tủy hoặc là hai ống tủy riêng biệt hoặc là hai ống tủy với một eo thắt. Thứ ba đó là răng hàm sữa thứ nhất hàm dưới. Thì răng hàm sữa thứ nhất hàm dưới thường có 3 ống tủy, nhưng mà cũng có thể có 2 hoặc là 4 ống tủy. 75% trường hợp thì có 2 ống tủy ở chân gần, 25% trường hợp thì các chân xa có nhiều hơn 1 ống tủy. Thứ tư đó là răng hàm sữa thứ hai hàm dưới. Răng hàm sữa thứ hai hàm dưới thì có thể chứa từ 2 cho đến 5 ống tủy. Thường gặp là 3 ống tủy với chân gần chứa 2 ống tủy chiếm 85% trường hợp, chân xa chứa nhiều hơn 1 ống tủy ở khoảng 25% trường hợp.